xin chào các bạn. Hôm nay mình đang trên đường đi hái cherry. Thì mặc đồ khô hồ. Thì hai say hi đi con. Hi, xin chào mọi người. Em đang làm gì đó? Đang trên đường đi hái cherry nè các bạn. Ở chỗ này nhiều cherry lắm, mà đây là lần đầu tiên mình đi cái chỗ này. Mình đi hái cherry nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi chỗ này. Để coi chỗ này nó sẽ làm sao ha. Hy vọng là nó sẽ có trái cherry ngọt. Thông thường thì nó có loại ngọt, loại chua, loại màu vàng. Mình thích nhất là cái cherry mà trái màu đậm, mà nó đỏ đậm á, mà nó tròn, nó bự lắm mà nó ngọt nữa. Còn cherry màu vàng thì mình không thích lắm. Cherry màu vàng nó mắc hơn cherry màu đỏ, nhưng mà nó đối với mình thì mình không thích, tại vì nó hơi chua. Thì cũng không thích luôn, thì cũng chỉ thích cái trái cherry màu đậm với màu đen thôi. Giờ thì mình đã tới farm rồi nè các bạn. Ồ, cây này cây gì ha? Cây này giống cây bí ngòi quá. Đây là cây bông hướng dương. Bông hướng dương cao quá. Bây giờ nó chưa tới mùa, tới chắc tháng 9 nó mới nở bông. Hướng dương là cái hoa của mùa thu. Người ta trồng dọc luôn. Thấy sắp nguyên một hàng dài luôn. Hàng dài quá chừng luôn. Thì mắt kiến không đâu rồi, không hề mắt kiến hả? Giờ thì mình đang đứng đây đợi xe để người ta chở mình đi ra ngoài cái cherry để mình hái. Cái vườn cherry để hái. Đây là cái xe người ta chở mình, chở được rất là nhiều người. Ngoài trời thì rất là nóng nên phải đi xe ra ngoài đó. Đi lên trước đi con. Còn chỗ không thi? Chắc còn mà. Okay guys, welcome to the farm. We got a short 3-minute ride up to the top of the hill. When we get out there, there'll be some people there to tell you exactly where to pick the certain variety of cherries that you're looking for. Okay, everyone stay seated for me. Farm này nó rất là lớn nên phải đi xe mới tới cái chỗ trồng cherry. Cái này chắc người ta chuyên trồng cây bí ngòi. Giờ thì nó còn nhỏ, nó chưa có trái. Cái bắp đây, hay là cái bắp. Mình thấy cái này là cái nhà vệ sinh công cộng. Trời ai cần. Đây là cái dâu. Dâu bây giờ hết mùa rồi. Dâu nè cũng còn trái nè, nhưng mà trái nhỏ nhỏ không à, người ta không cho hái nữa. Không biết ta có cho hái không. Dâu trái nhỏ nhỏ không à, quá trời dâu luôn. Dâu chốt ghê. Thank you.
từ ở trong chạy ra đây cũng khá là xa, có thể 3-4 phút quá. Rồi đây là cây táo, cây này chắc mới trồng thôi, nhỏ nhỏ không, chắc chưa thu hoạch được đâu. Cũng có thấy vài trái táo nhưng mà nó còn nhỏ lắm. Rồi có trái đó, trái nhỏ nhỏ thôi. Chưa tới mùa, khoảng tháng 9, tháng 10 thì nó sẽ tới mùa táo. Tới vườn cherry rồi, chắc ở trong khu đó cherry thì người ta phủ cái nhện lên để cho nó đừng có bị chim ăn hay gì đó, người ta phủ lên trên cái nóc luôn. Thì đang đi tới trước rồi. Come on over folks, I'll talk to you for just a minute, we'll get you on your way into the orchard. Am I on Facebook Live? Yeah. YouTube. All right, everybody, welcome out to the orchard. How's everybody doing today? Good. Excellent. Beautiful day for cherry picking, so welcome. Just a minute, I'm going to send you on into the orchard. Couple things I just want to go over before you head on in, okay? Yeah. Today we're picking a tart cherry and also a dark sweet cherry, nice and juicy, okay? Your sweet cherries are going to be for eating, your tart cherries are best for baking. Avoid any rows that are roped off with yellow tape. That means that the fruit is not ripe yet, not ready to be picked. When you find your fruit, you want to look for the darkest cherries on the tree. Lift the branch slightly, grab your fruit by the stem, and gently pull up on the stem, it'll come right off. We don't want you to rip a whole branch off the tree because that could actually damage the tree for next year's fruit. You're going to want to walk all the way into the rows that are marked today, all the way to the very back of the rows. It's where you're going to find your best fruit because all your lazy friends have been here the weekends prior and they've picked off the ends of the rows, right? So walk way, way in. You're going to find some fruit immediately as you start walking into the rows, but I guarantee you the best fruit you're going to find is way down into the rows. We also invite you to sample some of the cherries out here in the orchard, but we don't want you to eat too many because actually too many cherries can actually make your belly hurt. It can be toxic, okay? So feel free to sample, but not too many. Don't overeat. That's about it. So you can go in, enjoy yourself, have fun. Let us know if you have any questions. The rows that are marked with the orange cones, those are going to be your sweet cherries. The whiteboard right there is your tart cherries. Have fun. Thank you. Thank You're welcome. You. Okay. Nè, quá trình trái nhìn thấy đã chưa nè, hái thử ra. Ăn thử ngọt không? Ăn thử này ha hái. Ngọt á. Rồi thôi, con thử đi. Ngon quá. Ngọt quá, cây này ngọt nó hái đi, hái cây này đi. Mà lạ một cái là cái hai trái nó nhỏ chứ nó không có lớn giống như mình mua ngoài chợ ha. Không bỏ phân sao á. Đã quá nè. So you hold it from up here, okay, and then you just pull it off. Like this? Yeah. Thì nó hái nè. Nó không có trái thì. Nè, thì hái giống vậy nè, phải có cái stem thấy không? Để next year nó không bị hơi damage cái cây để next year là người ta có trái chiều nãy ông nói đó. Không có phun, không có hái nguyên cái cây. Nè, thấy không? Rồi giờ Thi đang hái nè. Mấy trái gần thôi, đi hái làm chi cho xa vậy? Hả? Mấy trái gần đây trước mặt không hái, đi hái xa vời chi chứ Thi? Con thấy cái đứng nè bé, đứng chỗ này gần nè bé. Chui vô đây là một đống luôn nè, quá trời luôn nè, thấy ham chưa? Đứng đây là đứng trước mặt mình luôn nè, thấy không? Cả chùm. Nè, đây nè, bên phía đây nè, ồ quá rồi.
trái này không biết nữa. Ăn thử đi. Sao mình thấy nó đang đậm hơn không? Màu đậm hơn. Nhìn trái à, ngon quá. Ăn đi. Đó, đã chưa? Cây này ok á. Hái cherry là phải hái nguyên cái cọng luôn. Đồng thời nó về về nhà mình nó sẽ bị hư nữa. Giữ không được lâu. Nó đã chưa? Đã chưa? Đã chưa? Nãy giờ hái được nhiêu đây nè. Đã chưa? Này hái cả ngày cũng không chán nữa nha. Hái ngày phải nhà có vườn cherry ngày nào cũng chạy ra hái. Phải có cái nhà có cây cherry này ngày leo lên cây cherry hái ăn. Đã quá. Ô, đã chưa? Đã chưa? Ồ, trái này mới ngon nè, trái này các bạn thấy không? Nó màu đỏ đậm nè, trái này mới ngọt nè. Mình thích nhất là loại này là nó ngọt. Mà cherry thì rất là lạ nha, khi mình ăn trên cây á, thì nó mềm. Nhưng mà mình bỏ vào trong tủ lạnh á, thì nó cứng lại, ăn nó giòn và nó ngọt hơn. Nha, các bạn thấy không? Đã chưa? Quá trời thấy ham luôn, biết ta trồng sao mà trái nhiều quá. Cái ông hồi nãy ông nói là hả, đừng có ăn nhiều quá bị đau bụng. Không biết có thiệt không hay là ổng không muốn mình ăn nhiều. Hao của ổng. Nói chứ ăn cái gì cũng vậy, ăn mà nhiều quá thì đau bụng phải rồi. Mấy trái trên cao thì nó lớn hơn với nó ngọt hơn, nhưng mà trên hơi cao. Thi bỏ vô cho mẹ đi Thi. Nãy giờ Thi hái được trái nào không? Nhìn nè, qua trời trái luôn. Đã chưa? Đây nữa nè. Thi đang hái nè. Thi ăn thử đây. Thi ăn thử nó ngọt không? Nó ngon không? Thi thích ăn cherry không? Để vài bữa nữa mua cái cây cherry này về trồng khỏi đi hái à. Đó. Đi hái cho vui vậy thôi chứ bán ngoài chợ nó rẻ hơn đi hái. Đi hái nó bán nó tính tới 7 đồng pound. Còn ra ngoài chợ nó có 3 đồng, bây giờ bán 3 đồng mà không sale á. Mùa hè mới có giá đó thôi. Chứ mùa đông thì nó đắt lắm, nó 7 đồng. Đó, các bạn thấy ham không? Nè, nhìn đó, nhìn đi. Trời ơi, quá trời, Thấy đã chưa? Đây là ai đây? Đây là trái cherry. Ồ, trái đó chua đó con. Trái này là loại khác nè. Cherry Thi đang cầm đó, là loại chua đó. Đi cầm đi. Đi hái cherry này cao cũng có lợi ha. Đứng lên cái giới cái tới à. Trái cũng nhiều. Cái dãy này cherry ngọt, mình nhào vô cái dãy cherry ngọt mình hái à. Ồ, trên đây trái bự quá chừng nè. Trên đây có trái bự nè. Đây nhiều cây me đất, không biết phải cây me đất không, nhiều quá chừng.
Cây này quá trời, quá trời. Quá trời, nhìn nè. Ôi trời ơi. Bé, sau lưng bé không bé. Nhìn nè, nhìn nè. Oh my god. Ờ, nó không có đỏ, nó hơi nhỏ nữa mà quá. Bởi vì đâu ai hái đâu, ra còn nhiều đó. Trần trong đây là nó đỏ nè. Nhiều. Mấy trái đậm đó, nó ngọt lắm. Đã chưa, đã chưa. Oh my god, lúc bên kia. Nhìn bên kia, nhìn bên đây, nhìn bên kia. Bên kia cái chùm bên đó quá trời đã luôn. Này trước mặt nè. Đã chưa? Nhìn thấy không? Nhìn thấy cái chùm cherry không? Chùm cherry nè, nó còn giá. Đã chưa? Đó, quá chừng. No, no, no. Cherry, cherry. Nè, trái nè. Thấy trái cherry không? Mình thử nha. Mình thử cherry. Trái này nhìn nó chua. Mình thử nha. À, nãy giờ hái được nhiêu đây à nè. Mà giờ hái đầy này này luôn, đầy này là 7 phao à. Đi chạy qua bên kia rồi. Trái quá chừng nè, cây này cũng trái nè. Đang đứng bên đó. Thêm làm gì thế đây? Làm gì đó? Ồ, mấy trái này bự nè. Chị không hái nữa chị. Nhìn nhìn này đỏ hết. Ồ, nhìn ham quá à. Nhiều quá trời luôn. Nhìn trái nào trái nấy tròn lẳng bóng lưỡng luôn. Đã quá. Một tay cầm, một tay hái nên rất là khó hái. Một cái hũ này là 5-7 phao. Thì nhỏ xíu mà đó quét nè, cái này chắc chua lè nè. Cái loại này nhỏ nhìn giống trái ớt ở Việt Nam vậy đó. Mà cái loại này thì để dành làm bánh. Chứ ăn thì nó chua lắm. Đây, mày quay. Trời ơi, cái trái cherry này Thi muốn thử nè. Trái cherry chứ chua thiệt là chua, chua tàn nhẫn mà chua không thể nào mà diễn tả được chữ chua của nó. Là chua giống như là cái trái chùm ruột của Việt Nam luôn á. Ăn thử coi. Quay cái đứa cái mặt mẹ coi ơi, ai mặt ăn chua sao? Công nhận nhỏ này ghê ha. Ăn chua mà cái mặt không đổi mặt, đổi sắc luôn. Không nhăn luôn hả? Ăn chua không nhăn mặt mới ghê chứ. Ừ, ghê quá. Ăn chua mà cái mặt nó không nhăn luôn mới ghê chứ. Bông đẹp quá. Nước bông gì đây? Nhìn bông nhí nhí rất là dễ thương, dây leo. Cái này chắc qua cây dại á, cây dại á mở lên vậy á. Ồ, cái cherry này ngộ không phải, không phải cái phải cherry không, cái trái màu vàng.
đó, người ta làm như vậy nè các bạn, hai bên hai hàng toàn cherry không. Ở trên đó là bao lại hết, bao lưới là hết, chắc cái này người ta chống chim ăn á. Khu này mấy cây cherry này mới trồng nên nó không có trái nè. Còn đây là cherry mà trồng lâu trái quá trời. Khi nó còn chưa có chín hẳn thì nó màu này, khi nó chín nhiều quá thì nó chuyển qua màu đỏ đậm á, nó ngọt hơn. Màu này ăn cũng được nhưng mà nó chua. Quá trời. Nhìn các bạn quá trời ham luôn, trái xong mà trồng xong trái dữ vậy. Oh my god, look. Cái cherry quá trời. Thì đứng đây nè, Thì đứng đây. Thì đang hái cherry đó. Ăn thử à, Thì ăn thử đi. Cây này ngọt không? Thấy trái không? Thấy trái à, quá chừng nè. Đó. Đó, chín đã quá. Đây nè, đó. Yeah. I know. Thì nó nay nó đổ mồ hôi ướt nhẹp hết trơn rồi. Đâu có khi nào mà có cơ hội để đổ mồ hôi đâu. Đổ mồ hôi tốt. Thải độc. Người ta trồng người ta lưới rồi hết vậy nè. Để đừng có con gì chui vô ăn. Hoặc là gió mưa. Giống như giăng cái mùng để ngủ vậy đó. Cái mùng lớn. À, chắc chút nữa mình sẽ đi hái blueberry á. Ở trong này có blueberry nữa nên có thể mình sẽ đi hái blueberry nếu mà kịp thời gian. Giờ trời đang nóng lắm, 12 giờ mấy. Bán cherry, bán hái sẵn bán. Cherry màu vàng. Kìa coi ăn thi ăn gì coi menu rồi thi chọn đi. Cái cây này ta lại làm bánh chua vàng.